Chương trình du lịch điện ảnh và thể thao tự hào bản sắc Việt sẽ đến với Quy Nhơn, Bình Định từ ngày 2 đến 4 tháng 9 năm 2024. Với nhiều sự kiện hấp dẫn, quy tụ những đạo diễn, nhà sản xuất phim quốc tế, nghệ sĩ, diễn viên, ngôi sao hàng đầu. Chương trình chiếu phim, xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh. Hội thảo du lịch điện ảnh và thể thao, kiến tạo tương lai, đường dài chung bước. Triển lãm du lịch Việt Nam qua không gian ảnh. Mãn nhãn với các màn trình diễn tinh hoa võ thuật Việt Nam và quốc tế. Và các chương trình tham quan du lịch trải nghiệm ấn tượng. Đại nhạc hội đôi cánh diệu kỳ với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng tường thuật trực tiếp lúc 20 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2024 trên kênh VTV8 và các kênh truyền hình địa phương.